xin chào quý chị và các bạn. Thì hôm nay á là ở tiểu bang của Mai á, cái vé số Powerball nó rất là đang cao tiền ha cô chú chị. Nếu mà mình thắng được cái vé số này là mình được tới 825 triệu đô. Nên hôm nay là Mai với ông xã sẽ quyết định là đi mua vé số Powerball để thử coi mình có trúng số hay không cô chú chị ha. Mình sẽ thử vận may của mình, nếu mà trúng thì mừng, còn nếu không trúng thì cũng là một cái niềm vui thôi. Xin mời các cô chú anh chị cùng với vợ chồng Mai đi mua vé số nha. Đây, hôm nay xí muội cũng đòi đi theo nữa, tại vì xí muội muốn là đi mua hot cheeto, là muốn mua snack ăn của chú chị ha, chứ không phải tóc đẹp gì đâu. Đây, Mai đã tới CVS gần nhà của chú chị ha, chỗ này cũng có bán vé số nè. Nó thì chỗ đây mua snack cho con gái Mai luôn. Coi bả nè. Ẻo ẻo ẻo. Giờ là nắm tay ba liền thấy không? Đó, xí muội là đi thẳng vô đi tìm snack liền. Đây con gái Mai nói là mẹ ơi mình cần phải mua kẹo để tặng cho mấy bạn Halloween. Mai nói không, nên mình mua Costco, mình sẽ vô Costco mình mua cho chú anh chị ha. Thì ông xã Mai đi mua thuốc Mucinex. Tại nó xúc cảm. Lúc nào cũng bệnh hết trơn, không hiểu sao mà kêu đi khám bác sĩ không chịu đi ta. Đây xí muội nói xí muội không có hot cheeto, tại ở đây họ không có bán cô chú anh chị. Thành ra xí muội rất là xí muội còn nhảy nữa kìa, trời đất ơi, lắc mông lắc đít nữa. Đây xí muội nói xí muội không có hot cheeto, tại ở đây họ không có bán cô chú anh chị. Thành ra xí muội rất là xí muội còn nhảy nữa kìa, trời đất ơi, lắc mông lắc đít nữa. À, cuối cùng ba không đồng ý là cũng phải cất lên thôi cô chú anh chị, cũng đỡ. Nói chung là tụi nó cũng không có bị đóng gì hay trời, không có hư quá ha, chỉ xin thôi mà không cho là thôi, chứ không có ăn vạ. Chứ mày sợ mấy đứa ăn vạ lắm. Mà con nít mà nhiều khi mình cũng đâu biết được tính mỗi đứa mỗi khác. Oh my god, chồng mày hỏi mày có thích cái đôi bông tai này không? Oh my god, ghê quá. Nhiều khi mà mình con của mình ăn vạ thì cũng phải chịu thôi. Ồ, gặp bạn ở đây nè. Yeah, hello. Ghê chưa? Gần Ngân đi, xíu muội đi đâu cũng gặp bạn hết á. Ghê thiệt. Ôi, bông hoa này đẹp quá. Xíu muội con muốn mua gì vậy xíu muội? Chocolate. Chocolate? Hershey, Hershey. No, really? Hey dad. Yeah, Hershey, để mẹ đi tới Costco mẹ mua Hershey cho con. Này, ông xã Mai thì hỏi mấy bạn đó có cái Mucinex là cái thuốc cảm mà bằng treo không? No. Put it back. You just want trick or treating. Put it back now. No. Đợi mua kẹo. Wow, ở đây là không có cái máy bán vé số nên thành ra là mình không có mua được vé số ở đây, mà cũng không có mua gì. Xíu muội đòi mua sô cô la mà ông xã Mai không có cho, tại vì mới đi xin kẹo quá trời mà còn mua gì nữa. Mà thứ hai là mình cũng đi Costco để mình mua kẹo để cho mấy bạn ha. Ông xã Mai thì mua được cái thuốc cảm vậy thôi à. Ông xã Mai sẽ tự trả tiền tại vì mua có một món à. Oh my god. Nó nói là nó không thể nào mà chờ được, nó có cái thẻ tín dụng của chú anh chị nó sẽ xài hết tiền luôn. Tại vì giờ nãy giờ xin cái gì ba cũng không có cho mua hết trơn. Rồi đi về thôi cô chú ơi, không có vé số ở đây, phải đi qua bên kia mua mới được. Đó, chán ghê, mua vé số cũng khó khăn dễ sợ. Đây cô chú anh chị ơi, bây giờ Mai sẽ đi tới Qua Quà để đổ xăng cho ông xã ha. Nói là đổ dầu chứ mày đổ xăng đâu. Đó thì đổ dầu xong rồi mình đi mua vé số ở đây luôn. Đây, cái cây này bên tay bên màu đỏ đó cô chú anh chị thì là đổ xăng ha, còn bên màu xanh lá cây này là dầu đó. Và hiện tại thì mày coi cây giá dầu là 5 đồng 99 cent 99 ha, còn giá xăng bình thường là 3 đồng 99 cent 99. Ông xã Mai thì đổ dầu tại vì xe này là xe chạy dầu. Đây chồng Mai đã trở lại rồi, mà ông xã Mai nói là ông xã Mai đã trả tiền tiền dầu là 104 đồng. Ông xã Mai nói là giá dầu cao kinh khủng, cao nói chung là không tưởng nổi. Bây giờ thì Mai sẽ vào trong cái Wawa này tiếp tục đi mua vé số. vé số chiều sổ. Đây bây giờ Mai đi ra. Cô chú anh chị có biết là tại sao họ đặt tên là Wawa không? Tại vì cái hình biểu tượng của họ là biểu tượng cái con ngỗng, là cái con Canadian Goose. Cái con này thì nó kêu là quá quá quá,
Đó thì bởi vậy họ đặt cái chỗ này á là qua quà ha. Thì xin mời cô chú anh chị đi theo Mai cho trong qua quà bên này họ bán cái gì. Cảm ơn con gái. Hả? Xin mời mở cửa giỏi chưa? Đây xin mời là chạy ngay vô cái quầy snack để tìm snack ăn thôi. Đó, Flammy Hot Cheeto đó, xin mời đã tìm thấy được Hot Cheeto là cái món yêu thích của nàng rồi. Còn đây là máy bán vé số nè, mình sẽ xếp hàng mua vé số. Này Mai đi quay một vòng cho cô chú anh chị xem hả, qua quà họ bán rất là nhiều đồ ăn nữa mà mình tới đây á. Đây là cái quầy đồ ăn của họ nè, đồ ăn rất là ngon nếu mà mình biết order đó. Thì mình không nấu ở đây, họ bán súp, bán đủ thứ luôn á, mình không cần nấu, mình tới đây mình mua ăn tạm, ăn trưa, ăn này nọ cũng được. Mà ăn rất là ngon nha, Mai đã nhiều lần mua ăn thử rồi. Nên là qua quà này họ bán đồ ăn Mai thấy thích đó. Ở đây họ bán mấy cái salad nè cô chú anh chị ha. Những cái người Mỹ thì họ bán mấy cái salad khô như thế này nè, những cái bánh mì sandwich nè, là những cái salad nè. Đó. Sandwich, hamburger rồi những cái cuộn cuộn này nè, đó. Đó mấy cái bánh mì ở trong này để thịt nguội nè. Bán trái cây nè cô chú anh chị ha. Trái cây cắt sẵn đó. Rồi những cái này là nuôi nè, macaroni cheese nè, đó. Trong này có thịt nữa. Đó, rồi gà chiên nè. Và đây là salad nè cô chú anh chị, Caesar salad chicken nè. Cũng nhìn ngon ha. Đó. Mai thì cũng thích ăn Caesar salad. Bây giờ Mai đã quen rồi, Mai bắt đầu ăn được những cái đồ Mỹ này rồi chứ không có còn như hồi xưa nữa. Caesar salad and chicken. Còn cái này là Farmhouse Garden salad. Cái salad là khác ha, nhiều loại salad lắm. Ở đây họ bán những cái cheese nè. Mỹ thì họ thích ăn mấy cái cheese. Thậm chí họ chỉ ăn cheese với lại trái cây thôi. Đó. Táo gọt. Rồi chi với lại bánh gì đó. Ồ, rất là nhiều ha. Potato, đây là khoai tây ha. Salad khoai tây. Bên cạnh đó thì họ bán rất nhiều snack, chocolate, rồi bán đủ thứ hết á. Nói chung là bán nước ngọt, bán những cái gì mà... Đây chắc Mai mua một chai nước ngọt quá. Tự nhiên thấy thèm nước ngọt ghê cô chú. Đó, original taste, Mai thích cái loại này. Ở qua quà này họ cũng bán cà phê, bán nước uống, bán đủ thứ ha. Buổi sáng là mẹ thấy thường qua quà đó. Họ để những cái quầy ra, những cái quầy bánh này nè. Bánh con cua, bánh gì cũng ngon lắm cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà bây giờ thì cũng bớt rồi. Mà mấy cái bánh mặn á. Mà nhìn thấy bánh này cũng hấp dẫn quá. Chắc Mai cũng muốn mua một cái ăn quá. Đó. Quá trời loại bánh ha. Muffin, là bánh con cua. Đó. Còn đây là cái quầy mà họ để cho mình tự pha cà phê đó. Họ mình lấy cà phê mình mua xong ha. Mình ra cứ một ly cà phê là một đồng hay sao đó. Là mình đây là những cái loại cà phê nè. Đó. Rất là nhiều loại cà phê ha. Đó. Xong rồi ở đây là những cái mà sữa, những cái đường nè, mình tự pha rồi mình tự lấy ly hay mình tự để sữa vô xong mình ra ngoài kia mình tính tiền thôi. Đó. Tiện lắm cô chú anh chị ha. Đó. Là mình tự phải pha theo khẩu vị của mình tự nếm luôn, họ không có pha. Đây là cái quầy pick up nè, có nghĩa là mình order nè, mình có thể mình đứng đây mình order trong cái máy này nè, để Mai cho cô chú anh chị xem ha. Đó, họ có rất là nhiều cái thực đơn như thế này, giống như là breakfast nè, hoặc là lunch and dinner nè, cái này là đồ ăn cái buổi sáng nè, cái này là buổi tối, buổi trưa với buổi tối. Ví dụ như mình coi cái lunch and dinner này nè, mình cái create your own là mình tự làm cái của mình muốn bỏ cái loại nào vô nè, ham nè, pepperoni, đó mình muốn bỏ cái nào mình bỏ ha. Hoặc là họ có sẵn những cái của họ nè, họ đã làm sẵn cái khẩu vị luôn, mình có thể mua cái này về, mình không cần phải tự làm cái đồ của mình nữa ha. Còn cái này là mình sẽ tự bỏ nè, mình muốn cà chua, mình muốn cái gì đó, mình chicken hay mình muốn cái gì thì mình bỏ thêm vào ha. Ví dụ như mình muốn beef steak đó. Đồ ăn ở đây ngon lắm cô chú anh chị, mình có thể mình tới đây mình mua ha. Rồi sau đó mình order xong đó, xong rồi mình có số thì mình ra đây mình lấy, họ để lên đây. Đó thì Mai cũng đi một vòng giới thiệu sơ sơ cho cô chú anh chị thấy là cái quà bên Mỹ này họ nhìn như thế nào đó. Thì Mai thấy là bán rất là nhiều đồ và nói chung là rất là đầy đủ. Ở đây bán xăng ha, bán đồ ăn nữa mà đồ ăn đây cũng ngon nữa. Nếu mà nếu như ai mà qua đây mà đi du lịch đó thì mình cũng có thể ăn thử đồ ăn ở đây ha cô chú anh chị ha. Vừa ngon mà cũng họ nấu tại đây luôn. Con nói lại đi. Đồ ăn ở quà ngon. Con nói tiếng Việt đi. Đồ ăn quà ngon. Đúng rồi đó, con gái Mai cũng phải thừa nhận là đồ ăn ở qua quà ngon ha. Này ông xã Mai đã mua được hai cái tờ vé số xong rồi đó. Anh chụp hình lại để anh dò số ha. Còn những cái kia thì anh không có cần dò. Đây, giờ trả tiền đây.
Đây, ở đây họ bán thuốc lá nè cô chú anh chị đó, hoặc là cả kẹo ngậm cai thuốc đó, thuốc lá, bán nước ha. Đây là mình tự trả nhưng mà mai là xếp hàng để người ta tính tiền giúp mình rồi. À, lên đường thôi, đi về. Đó, hy vọng là hôm nay là gia đình Mai sẽ trúng số nha cô chú anh chị. Nếu mà gia đình Mai trúng số thì Mai sẽ đi du lịch nhiều hơn nữa để quay rất là nhiều cảnh đẹp cho cô chú anh chị mình xem ha. Mà nói vậy thôi chứ nhiều khi chúng cũng không đi được đó. Tại vì nói vậy chứ tại vì con gái Mai cũng vẫn còn đi học đó, nên đi du lịch cũng khó lắm. Nếu mà đi thì bé đi học làm sao. Đây, Mai đã về tới nhà cô chú anh chị ha. Mình đã mua được 2 tấm vé số rồi, hy vọng là bây giờ thì gia đình mình sẽ ăn tối ha. Tại vì Mai đã mua rất là nhiều đồ ngày hôm nay nên mình sẽ ăn tối, ăn những cái đồ mà Mai đã mua. Đây, bây giờ là Mai sẽ hâm cái bún riêu này cho con gái Mai. Con gái Mai rất là thích ăn bún riêu ở cà phê Mì Quảng này ha. Đây là cái bún riêu ở cà phê Mì Quảng, một tô là về nhà mình ăn được 2 tô luôn cô chú, nhiều lắm luôn á. Đây, một tô của cà phê Mì Quảng thôi đó. Đây, bún riêu sôi rồi, Mai múc bún ra cho Ngân đây cô chú chị. Đây, tô bún riêu của Ngân nhìn hấp dẫn quá Ngân ơi. Của con nè. Đây, đây là cơm steak của xíu muội nè cô chú chị ha. Đó, xíu muội đây là ăn steak hôm nay. Đó, xíu muội đi lấy ly nước chứ đi lấy muỗng. Đây là bún riêu của Mai nè. Đây Mai đã dọn dẹp sạch rồi cô chú anh chị ha. Hôm nay thì bà nội với lại chồng Mai thì ăn chim cút nên Mai không có quay nhiều. Tại vì mất công mọi người lại nói là không có lo gì cho chồng ăn hết. Chồng Mai thì cũng phụ Mai đau bàn rồi. Đây là cái dưa mà lúc nãy mà buổi Mai đi chợ trời về đó. Thì Mai cắt ra sẵn như thế này để Mai để qua đêm cho nó héo ha. Rồi Mai sẽ muối thêm để tại vì mình tặng cho Chi Đà với lại Linh thì mình muốn muối thêm một chút xíu để có nhiều nhiều. Hai bạn nó ăn cho nó vui. Đây, ông xã Mai với bà nội thì đang coi phim chung với nhau nè. Mai sẽ vô phòng của Mai làm việc một chút xíu tiếp. Thì video của Mai ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.